Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của Vi. Thì hôm nay là chủ đề yêu gì tháng 3. Thật sự Vi phải nói điều này với mọi người là Vi không biết là nên vui hay nên buồn khi mà bắt đầu cái series là yêu gì mỗi tháng. Tại vì Vi vui là tại vì Vi rất là thích cái mục là lựa ra những cái sản phẩm nào mà mình yêu nhất trong tháng này tháng kia. Nhưng mà buồn á là tại vì khi mà bắt đầu cái chủ đề này á thì Vi biết là mỗi tháng Vi phải tìm ra cái gì mà mới lạ và mình thử trước để mình xài xong rồi mình có một cái gì đó để chia sẻ với mọi người và để review lại cho mọi người. Không biết nên vui hay nên buồn. Chắc chồng Vi sẽ buồn, còn Vi thì Vi vui chắc chắn rồi. Sản phẩm đầu tiên Vi nói tới hôm nay đã là một sản phẩm chăm sóc tóc dầu gội đầu đó mọi người. Chai này nó nặng ghê á. Chắc là nhiều người sẽ biết cái hiệu dầu gội đầu này rồi. Nó rất là rẻ mọi người. Thật sự Vi mua cái chai này á, có Vi nghĩ hình như là 5 đồng thôi. Ở Walmart hay là Target cũng có. Thì như mọi người đã biết là Vi mới cắt tóc. Hồi trước là tóc Vi rất là dài. Lúc đó Vi cảm thấy là trời ơi, tóc dài nặng quá, mệt mà gội đầu nó cũng mệt nữa. Mà nếu mà mình không gội á thì cái tóc mình nó bị xẹp xuống, nó không có phồng, không có bồng bềnh. Thì sau khi đó thì Vi quyết định cắt tóc ngắn giống như vậy luôn. Thì mọi người khen Vi là trẻ ra giống 5 tuổi. Vi rất là thích. Khi mà mình ít tóc hơn á, Vi cảm giác là cái tóc Vi nó cũng hơi xẹp hơn nữa. Ví dụ như mà Vi không có gội đầu lười á, không có gội đầu 2-3 ngày là tóc Vi nó bẹp dính lại với nhau rồi. Thì sau khi đó khi mà Vi đi chợ á, thì Vi thấy là nó mới ra cái loại sản phẩm dầu gội đầu này. Nó làm cho tóc mình bồng bềnh hơn. Đương nhiên là nó không phải là mình gọi xong tóc mình nó bung lên. Nhưng mà Vi cảm thấy là khi mà tới 2-3 ngày á, Vi không gọi đầu á, thì tóc của Vi nó không có bẹp dính, bẹp dí giống như là trước đây nữa. Và đặc biệt là nó có ra cái loại dầu xả đi kèm luôn. Nhưng mà Vi không mua. Vi quyết định là Vi không có xài dầu xả luôn. Tại vì sao? Vi cảm giác là khi mà Vi không xài dầu xả thì cái tóc của Vi á nó bồng bềnh hơn là khi mà Vi xài dầu xả. Đương nhiên nó sẽ khô hơn nhưng mà Vi không có quan tâm cái vụ khô đó. Vi cảm thấy nó bồng bềnh, nó làm cái tóc mình á, cái đầu mình nó bự hơn á là Vi thích rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái foundation mà Vi rất là xài rất là nhiều trong cái tháng vừa rồi. Foundation của NARS và Huda Beauty. Khi mà xài hai cái foundation này á mọi người, nó có khác nhau một chút. Và foundation này á mọi người thì nó không có hoàn toàn lì, nó có cái sự cái độ bóng trên cái da của mình mà nó cũng che phủ rất tốt. Đối với Vi cái này là medium coverage. Còn đối với cái Huda Beauty này á thì Vi xài nó cũng rất là nhiều và Vi cảm thấy cái độ che phủ của nó rất là cao hơn cái NARS này. Để chọn ra một trong hai cái này là cái nào yêu thích nhất của Vi tháng này thì Vi không thể chọn được, nên là Vi đem hai cái lên video này luôn. Sản phẩm tiếp theo mà Vi yêu thích tháng này đó là hộp phấn má của Too Faced. Cái hình trái tim rất là dễ thương. Nhưng mà có một điều Vi không thích đó là cái vỏ nó bằng giấy, nhìn nó rất là cheap. Nhưng mà cái màu của nó thì rất là dễ thương mọi người, rất là tự nhiên, phù hợp rất là nhiều loại da và make up nào á Vi cũng xài cái màu này hết. Vi rất là thích những cái má hồng mà nó có tông cam. Ngộ ha, má hồng mà tông cam. Vi cảm giác là lúc mà Vi đánh cái má hồng mà có cái màu cam á thì cảm giác là cái gương mặt của mình nó sáng hơn, nó trẻ hơn so với cái mặt những cái má hồng mà nó chỉ có màu hồng thôi. Và tiếp theo sản phẩm yêu thích của Vi trong tháng này đó chính là hai cái cọ này đây. Nói cái cọ bự này trước nha. Cái cọ này là Vi mua của Real Technique. Đầu tiên là Vi rất là thích cái thân cọ mọi người, nó nhọn như vậy nè. Vi thích những cái màu mà nó có cái đầu nhọn như vậy mà ở trên nó có kim tuyến rất là dễ thương, màu tím nữa chứ. Nó nói á, cái cọ này á nó dành cho má hồng. Mà Vi nghĩ trời, cái má hồng gì đâu mà nó bự chà bá như vậy. Vi không thể đánh cái này với má hồng được.
Cho nên là Vi đã dùng cái cọ này để đánh bronzer trên mặt của Vi. Và khi mà Vi xài cái đó cho bronzer, mọi người thấy không? Nó rất là hoàn hảo cho mình xài bronzer luôn á. Này mọi người thấy không? Đó, Vi rất là thích dùng cái cọ này để xài bronzer. Nhưng mà có một điều là khi mà màu tím á, cái đầu cọ màu tím á mà kết hợp với cái bronzer màu nâu á, nó ra một cái màu cháo lồng hơi ghê. Mặc dù Vi chỉ xài mới có một lần thôi á, mà nó cái màu nó như vậy nè. Đó là một cái mà nó hơi không thích. Đó là cái màu sắc kết hợp với nhau lại thì nó không có được đẹp mắt cho lắm thôi. Cái cọ thứ hai mà Vi thích đó là MAC 266S. Vi mua cái cọ này á, người ta nói với Vi là để kẻ eyebrow, có nghĩa là kẻ chân mày đó. Nhưng mà Vi khi mà Vi về á, Vi xài với chân mày của Vi thì nó không có cho cái kết quả tốt. Tại vì cái cọ nó quá mềm, mà Vi vẽ chân mày, cái cọ nó mềm á, Vi không vẽ được. Thì một người ta cũng nói với Vi là cũng có thể dùng để xài eyeliner luôn. Thì khi mà Vi xài cái cọ này để vẽ eyeliner của Vi thì Vi rất là thích. Tại vì cái đầu cọ nó mềm làm cho Vi á, đưa cái gel á, rất là mướt. Hỏi Vi á, là so với kẻ eyeliner bằng gel hoặc là kẻ eyeliner bằng cái bút á, thì cái nào dễ hơn thì Vi nói là cái bút. Tại vì khi mà Vi cần cái gì nhanh chóng, đi đâu nhanh chóng á, thì Vi phải xài cái bút lông để Vi vẽ eyeliner. Nhưng mà Vi vẫn xài gel để kẻ eyeliner rất là nhiều. Tại vì Vi thích những cái cọ mà nó có cái đầu vát như vậy nè mọi người. Nó làm cho Vi rất là đá cái đuôi lên rất là dễ. Nhưng mà ngược lại xài cái cọ thì nó tốn thời gian hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là cũng là một sản phẩm của MAC và một sản phẩm của Drugstore. Đó là cái hũ kim tuyến của MAC và cái hũ kim tuyến của NYX. À, cái hũ của MAC này của Vi nó có màu AB5. Khi mà mình lấy ra nó rất là rời rạc, nhưng mà khi mình quẹt một cái, đó, mọi người thấy không? Nó ra nó bám lên da mình rất là mịn. Và cái màu hồng này á, rất là dễ thương nữa. Vi thấy là Vi thích liền, Vi mua liền luôn. Tiếp theo cũng là một cái loại kim tuyến của NYX. Nó rất là mịn luôn á, mà cái này là một cái màu nâu, màu hơi đồng một tí, mà Vi rất là thích khi mà mình đánh ở cái đầu mắt đó mọi người. Nó rất là chiếu. Sản phẩm mà Vi yêu thích tiếp theo đó chính là ba thỏi son mà Vi xài rất là nhiều trong tháng này. Fenty Beauty, cái màu này là màu single Vi đang xài trên môi của Vi hiện tại bây giờ đây. Thì khi mà Vi mà ra đường á, Vi vội vàng mà Vi không biết xài cái son nào á, thì Vi cầm ngay cái son này, Vi đánh lên môi liền. Tại vì nó rất là dễ, nó phù hợp rất là nhiều màu mắt khác nhau. Và cái chất son của nó cũng rất là mịn nữa. Vi rất là thích cái màu này luôn. Nó còn nhỏ gọn nữa mọi người, bỏ vô túi quần hoặc là bỏ vô cái bóp á, nhỏ, rất là tiện. Màu son tiếp theo mà Vi muốn giới thiệu với mọi người, nó cũng tương tự với màu son này, nhưng mà cái chất son nó khác mọi người. Cái cây này là của Lam Cram, màu Butterscotch. Thì hình như là Vi có nói cái cây son này với mọi người một cái video nào rồi đó. Cái chất của nó rất là mỏng. Khi mà Vi bỏ lên môi của Vi 2-3 lớp á, nó vẫn rất là nhẹ. Và cái mùi thơm của nó, cái mùi nó như là kẹo vậy đó, thơm lắm mọi người. Mà cái mùi nó thơm cái kiểu dễ thương lắm, chứ không có phải nặng mùi mà khó chịu. Hai cái màu này thì nó cũng tương đương với nhau và đánh lên á, nó cũng rất là phù hợp với nhiều loại màu mắt khác nhau. Hai cái màu này nó cũng xem với nhau. Tại sao mình mua vậy ta? Tại nó khác cái chất nha mọi người. Quan trọng là cái chất. Và cái son tiếp theo, ta-da! Màu này thì nó khác. Nó khác với lại hai cái màu hồi nãy. Để Vi thử lên cho mọi người coi nha. Đây là một cái màu hồng
mà Vi mua cái cây này tại vì bây giờ nó là mùa xuân rồi, mình không có thể đánh hoàn toàn những cái màu nude, những cái màu trung tính, những cái màu mà đầm, những cái màu trầm giống như mùa thu hay mùa đông được. Và cái màu hồng này rất là dễ thương, phù hợp với mùa xuân, nên là Vi thấy, Vi thử lên môi của Vi á, thì Vi mua cái màu này mùa xuân đánh rất là đẹp. Vi còn hai sản phẩm nữa để giới thiệu với mọi người. Thì cái sản phẩm này Vi phải nhắc tới thì chắc là mọi người đã thấy Vi xài cái này rất là nhiều lần rồi. Đó chính là bản highlight của Anastasia Beverly Hills. Hầu như là Vi xài cái highlight này rất là nhiều lần trên video của Vi rồi. Và trên Facebook Vi cũng có giới thiệu với mọi người đó. Thì cái hạt phấn của nó rất là mịn. Cái màu á mọi người cũng rất là dễ đánh. Mọi người thấy cái hộp của nó cũng đẹp nữa. Và cái gương của cái hộp này á mọi người, nó rất là có hữu dụng nha. Mình thấy được cái mắt của mình. Mình thấy mình để xa vậy á, mình thấy được cái mặt của mình. Và sản phẩm cuối cùng Vi muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay đó chính là kem chống nắng. Kem chống nắng này có độ SPF 50. Lý do tại sao Vi thích cái này gần đây, tại vì khi mà mùa hè ở Texas, mọi người biết nó rất là nóng, nóng dữ dội lắm luôn á. Nhưng mà cái kem chống nắng thường ngày Vi xài á, đó là của Biore. Vi hình như là nó hiệu là Biore của Nhật đó mọi người. Vi rất là thích cái kem, loại kem chống nắng đó. Khi mà Vi không make up, Vi ra đường thì Vi xài lại kem chống nắng, nó rất là đẹp. Nó không có làm khô da, nó không có làm cái mặt của mình bị trắng bệt đi. Nhưng khi mà Vi xài cái đó chung với lại nền make up thì tới cuối ngày á, Vi cảm thấy cái lớp make up của Vi á, nó bị chảy ra hết. Vi nghĩ đó là do cái kem chống nắng của Vi, nó làm cái foundation của Vi không có bám vô mặt. Sau khi Vi tìm ra cái em này á, Vi đã thử nghiệm nhiều lần thì cái em này không có làm cho cái foundation của Vi bị chảy ra. Tới cuối ngày Vi cảm thấy nó vẫn còn đẹp trên da của Vi. Nhưng mà có một điều á, Vi không thể xài cái này khi mà Vi không make up được. Tại vì á, nó làm cho cái da mặt của Vi trắng bệt ra giống như con ma vậy đó. Thì Vi phải xài cái này khi mà Vi make up. Có một điểm cộng và cũng một điểm trừ của nó. Thì đó chính là tất cả những cái sản phẩm mà Vi yêu thích và sử dụng nhiều nhất tháng 3 vừa rồi. Hy vọng là mọi người đã thích video này. Và những cái sản phẩm nào là mọi người đã thử nghiệm rồi hoặc là mọi người yêu thích thì nhớ comment ở dưới cho Vi biết để Vi thử chung với mọi người nha. Nếu mà mọi người thích video này, đừng quên nhấn like and subscribe kênh channel của Vi để coi video của Vi mỗi tuần nha. Trời, hôm nay Vi nói cái câu này lưu loát hơn rồi, mọi người thấy không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye, hẹn gặp lại.